Dạ con Bính Thịnh, con không biết là lớp học viên pháp và vô web chat lên rồi, con thấy có cái Thượng tọa, con kính mời thần tài của Thượng tọa, con kính thỉnh Thượng tọa, con kính dâng bút đến Thượng tọa. Anh tôi buồn của thầy. Hôm nay chúng tôi trở lại với rừng ở vũ kịch chuyên đề. Sau hơn 1 tháng rưỡi, kể từ rằm tháng 9 cho đến tận tháng 10 là 1 tháng, và hôm nay đã hơn 1 tháng rưỡi rồi. Vì chúng tôi không biết là trong Zoom Pháp Cú thì sinh hoạt lại lúc nào, và các học viên có cần học nhiều pháp hay không. Sao đó xin quý vị chờ chúng tôi chút. Xin lỗi vì có vị sư trong chùa gọi chúng tôi có công việc. Lẽ thường thì những cái ngày mà sinh hoạt thường xuyên, những giờ sinh hoạt các vị biết thì các vị sẽ không có phiền, nhưng mà vì đã lâu rồi, ngày thứ bảy chúng tôi không có sinh hoạt, cho nên khi mà vị có biết thì chúng tôi đang giãn trong rung cho mới xin lỗi, chưa có dấu hiệu được một chị gì hết. Khi mà Đại Đức Pháp Tính còn ở nhà, hễ tới cái ngày thứ bảy nhãn diệu pháp thì Đức Pháp Tính gọi đi nhắc, hoặc là cô Nhật Quỳnh tới ngày cũng gọi cũng nhắc. Nhưng mà từ hôm cô Ngọc Quỳnh vì cô Nhật Quỳnh về Việt Nam, như Đức Pháp Tính đi xa không có ai nhắc, chúng tôi mới trồng nó vào rừng. Thực ra thì hôm nay thành viên ở trong rừng Pháp Cú, cái chuyên đề
chúng ta hiện tại chỉ có 16 người thôi. Không được nữa, được không được phân nửa số, cái sĩ số của cái lớp học trước. Chắc có lẽ là vì không có giảng sư nên cứ ngày nào cũng mở phòng pháp thì các vị chán, không có bầu rung. Cứ để từ từ xem coi chúng ta sẽ tái lập lại cái lớp học khi có các giảng sư. Ở trong room Pháp Cú Kinh, chuyên đề này là như vậy. Cái room lớp Phật Pháp của Thầy Thông Bá cũng như vậy. Không rời lý do cái sức khỏe chúng tôi, do đi làm việc ban ngày, đi dạy hoặc là đi thuyết pháp, về tối mệt mỏi, nên chúng tôi cũng ít có vào room, hoặc là vào để giống nhận sinh hoạt rồi chúng tôi không có tham dự được cho đến hết giờ. Vì sự đời cái gì nó cũng vậy thứ gì, nó cực thịnh rồi cái suy, quá hưng cái vong, thịnh suy hưng vong là cái lẽ thường tình ở trong đời sống này. Người mà học hiểu ví dụ pháp thì sẽ thấy rõ, ngay cả tâm hay danh và sắc, danh là sắc, cái sự vận hành của nó cũng vô thường từng sát na đó. Cho dù cái lúc mà chúng ta thật sự đang vui, hay là cơ thể chúng ta đang khỏe, ngay lúc đó thì từng cái tế bào sắc cũng sanh diệt, để rồi lão mại già đi. Từng sát na tâm, dù đó là tâm thiện thọ hỷ đi nữa, thì nó cũng chịu sự biến hoại vô thường, sanh diệt, sanh diệt. Đừng nói chi trong cuộc sống của chúng ta, ở trong cái cuộc sống này, phần lớn là chúng ta lệ thuộc vào cái hội chúng. Hãy mọi người đông về thì chúng ta vui, mà lúc mà mọi người giải tán thì chúng ta cảm thấy cô đơn vắng vẻ. Chúng ta sống thì chúng ta lệ thuộc ngoại cảnh nhiều quá. Chừng nào mà các Phật tử chúng ta mà sống mà trú ở trong pháp cho nên thuần thục, sống một mình cũng suy nghĩ đến pháp, an trú pháp, thì chúng ta lúc đó mới còn cảm thấy vắng vẻ, cảm thấy cô đơn. Cái này chúng tôi nói thật là dù trong khoảng thời gian nghỉ không có vào room, ít có sinh hoạt trong room, nhưng mà chúng tôi có cái cảm giác là lúc nào chúng tôi cũng sống với cái tư tưởng về Phật pháp gì, vì pháp không có gì quên. Bởi vì ngài
Ngoài cái việc đi dạy, đi thuyết pháp hay là đi xây dựng chùa chiền ra, thì buổi tối là chúng tôi cũng ngồi vào bàn để mà chúng tôi viết bài, soạn bài. Và cứ như vậy đó. Cho nên mặc dù Phật tử có thể là vắng mặt trong rung, không biết quý vị sinh hoạt như thế nào, nhưng mà bản thân chúng tôi dù cho có vắng mặt thì chúng tôi cũng không cảm thấy rằng là chúng tôi rời được cái Phật pháp. Hãy cố gắng như vậy. Cái điều này là chúng tôi thật sự thiết tha mong mỏi, là làm sao tất cả chúng ta cố gắng như thế đó. Thì có như vậy chứ, thì để những lúc mà cuộc đời nó thịnh suy hưng vong, lúc đó chúng ta vẫn thẳng tiến trên cái con đường tu tập, thì với cái tâm an lạc, ít có cái tâm niệm tham sân si. Bởi vì chúng ta thường suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, đời là vô thường, cái gì vô thường thì cái đó khổ, cái gì vô thường không thể muốn thì cái đó là vô ngã. Chúng ta cứ luôn luôn suy tưởng như vậy đó. Thì cái điều này cũng hay lắm thưa quý vị. Cho nên hôm nay đó, khi mà vào room thấy Phật tử chúng ta được có 16 thành viên thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái này cũng đáng để cho chúng ta suy gẫm về cái cuộc đời có thịnh có suy có hư vong. Ở đời cái gì nó cũng bị lão mại, nó cũng bị cũ kỹ, nhưng mà pháp của Đức Phật ra thì không bị già, không bị cũ kỹ. Pháp của kinh Đức Phật là dạy ý nghĩa như thế. Với lại khi mà chúng ta tu tập, không phải chúng ta tu tập bằng cách là chúng ta nghe không. Ngày nào chúng ta cũng vào rung chúng ta nghe giảng. Rồi những ngày mà không nghe chúng ta nghĩ rằng ồ hôm nay mình không có tu, không phải vậy. Nghe chỉ là cái sự học hỏi để mà chúng ta nắm được pháp. Còn cái sự tu tập á, là do chúng ta chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật để chúng ta sống ở trong cái giáo lý mà Đức Phật đã khéo thuyết. Như vậy thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta no, chúng ta không có bị đói. Còn khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nghĩ rằng bữa nào mà có bộ rung, có sinh hoạt hay có nghe pháp thì bữa đó no, bữa nào mà không có vào room hay là vào room mà không có giảng sư thuyết giảng thì tự nhiên bởi đó chúng ta cảm thấy là chúng ta đói, thì chúng ta bị chi phối bởi cái ngoại cảnh ở bên ngoài, cái ngoại duyên bên ngoài đó, thì chúng ta sẽ không có cái sự an lạc. Ngày xưa thời Đức Phật có một vị tỳ kheo tên gọi là Quá Khứ Lý. Khi còn là cư sĩ, vị này Quá Khứ Lý thường hay đi đến chùa để nghe Đức Phật thuyết pháp. Mỗi khi ngài đi dương phương về vị đó, thì vào nghe pháp không có chú ý để nghe pháp, mà cứ ngồi đó mà ngắm nhìn Đức Phật. Rồi sau một thời gian, Quá Khứ Lý nghĩ rằng nếu ta còn cư sĩ ở địa phương này, lâu lâu Đức Thế Tôn này đi du hành, ghé qua cái địa phương này, như vậy ta ít có dịp để diện kiến
được cái tôn nhan của Đức Thế Tôn. Do đó ta hãy xuất gia, và khi xuất gia xong rồi thì vị tỳ kheo Bát Cái Lý cứ đi theo cái hội chúng của Đức Phật, thể ngài di chuyển du hành ở đâu với chúng tỳ kheo thì cũng đều có Bát Cái Lý đi theo. Và do đó Bát Cái Lý cứ có được dịp và để dịp kiến Đức Phật, thấy Đức Phật mỗi mỗi ngày. Một ngày kia Đức Phật hỏi này Bát Cái Lý, ngươi đã xuất gia được bao lâu rồi? Ngươi có cố gắng nỗ lực tu tập thiền định hay không? Thì Bát Cái Lý mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, mục đích của xuất gia không phải để hành thiền. Mục đích của xuất gia vì có muốn được theo Đức Thế Tôn để ngắm nhìn cái thân quý tướng bằng hai tướng của ngài. Đức Thế Tôn này nói rằng cái thân ô trược này có gì đáng để bằng ngắm? Ngươi đã xuất gia thì hãy cố gắng lỡ tu tập, chứ đừng bỏ phí cái thời gian như vậy. Khi ngài quả trách xong Bát Cái Lý mới buồn bã từ giả Đức Phật mà ra đi. Nhưng mà lúc đó Bát Cái Lý nghĩ rằng là ta xuất gia mục đích để ngắm Đức Phật, mà bây giờ không được ngắm Đức Phật thì thôi chi mình chết chứ còn sống làm gì nữa. Thì ngay trong cái thời điểm mà Bát Cái Lý suy nghĩ như vậy thì Đức Phật đã xuất hiện bằng thần thông của ngài. Ngài xuất hiện trước mặt và ngài nói rằng Bát Cái Lý, Bát Cái Lý vô tham mang bát sĩ tí sô mang bát sĩ tí mà sô mang bát sĩ tí sô tham mang bát sĩ tí. Này Bát Cái Lý, ai thấy được pháp là thấy ta, ai thấy được ta là người được cũng bởi thấy pháp. Câu này có nghĩa là dù cho mình ở gần Đức Phật mà không thấy pháp thì cũng như là không có thấy được Đức Phật. Dù cho mình ở gần nắm cháu y ngày đi nữa, nhưng mình không thấy pháp như mình sống xa với Đức Phật vậy đó. Còn khi mà mình mặc dù thân sống ở xa Đức Phật, nhưng mà hằng ngày mình chiêm nghiệm, mình sống theo pháp Đức Thế Tôn đã thuyết, theo lời dạy Đức Thế Tôn thuyết thì giống như ta sống gần Đức Phật vậy. Cho nên chúng ta hiểu được ý nghĩa đó, chúng ta mới hiểu, mới thấy cái giá trị của cái việc mà chúng ta tự mình tu tập. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái sự gắn bó với Phật pháp. Khi mà ở trong room đó, các Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng là không có vị giảng sư giảng pháp, cho nên thấy room nó trống vắng. Chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta bị thiệt thòi. Bởi vì nếu mà ngày nào chúng ta cũng khi mà học, đã học qua chúng ta biết hiểu được cái gì, có niềm tin, chúng ta cứ giữ những cái niềm tin đó và chúng ta cố gắng chúng ta tu tập theo cái điều mà chúng ta đã được biết, đã được học, thì như vậy chúng ta sẽ thấy lúc nào là cũng có văn phẳng bên tai cái lời dạy của các vị giảng sư thuyết Phật luôn để cho chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy không phải là trống vắng nữa. Và cái việc mà chúng ta tự mình làm hải đảo, tự mình lấy pháp làm hải đảo, cái điều đó rất quan trọng thưa quý vị. Trong kinh Trường Bộ và kinh Đoạ Niết Bàn, khi mà Đức Thế Tôn mà sắp viên tịch Niết Bàn, thì trong thời gian đó có lần Đức Phật dạy các vị tỳ kheo Atadipa Vihartha Atasarna Ananyasarna. Này các tỳ kheo, hãy sống tự mình làm hải đảo, nương tựa chính mình, đừng nương tựa vào ai khác. Thammadipa Thikkhave Viharatha Thammasarana Ananyasarana. Này các tỳ kheo, hãy lấy pháp làm hải đảo,
nương tựa và chánh pháp, không nương tựa một cái gì khác. Rồi Đức Phật dạy thế nào là sống tự mình làm thải đảo. Ở đây một vị nhiệt tâm, tức là có sự tinh tấn, atapi, sống chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy bị đó gọi là tự mình làm hải đảo, đương tự chính mình, không đương tự ai khác. Tự mình tu tập lấy pháp lại đảo. Chánh pháp ở đây Đức Phật nói rằng là tứ niệm xứ thiền định. Khi một người, một vị tỳ kheo sáng trưa chiều tối lúc nào cũng sống quán thân trên thân, quán thọ trên các phẩm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, như vậy vị đó được gọi là một vị lấy pháp làm hải đảo, nương tựa và chánh pháp, không nương tựa cái gì khác. Sẽ có một lúc chúng ta cũng phải rời xa một chút, rời xa thầy tổ để mà chúng ta sống một mình. Chẳng hạn như những lúc chúng ta ở nơi mà không có thầy, không có bạn, hoặc là những lúc mà chúng ta nằm ở trên cái giường bệnh, chúng ta không đi đứng được, chúng ta không có thể đi đến chỗ này kia đi đọc các bậc thầy hay bạn được. Lúc bây giờ chúng ta nằm yên chỗ chúng ta có pháp để chúng ta tu tập, thì như vậy thì nó hay vì phải chuẩn bị trước, chứ chúng ta đừng để đợi đến lúc mà cần thiết, lúc đó chúng ta có suy nghĩ pháp. Thì một là chúng ta suy nghĩ chưa quen, cho nên lúc đó chúng ta bối rối không biết là chúng ta phải suy nghĩ cái gì, bắt đầu từ đâu, chánh niệm thế nào, tỉnh giác ra sao, chúng ta chưa biết. Thứ hai nữa là trong lúc mà chúng ta bình thường chúng ta không nhớ, không biết, chúng ta không thực hành cho nó thành thuần thục, ý duyên nó quen đi, đến khi mà chúng ta bệnh, chúng ta nằm đó là cái tư tưởng chúng ta nó khác gì, nó không có sự gắn bó, không có sự kháng đích với Phật pháp. Cho nên những cái chỗ này sư muốn nhắc để cho các Phật tử chúng ta chú ý. Sư muốn rằng là khi mà học cái nhiều pháp đó, là người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ được ví dụ pháp dạy những gì, chúng ta lấy đó chúng ta tu tập, chúng ta sống, chứ không phải học ví dụ pháp là học những cái bộ môn Phật học rồi chúng ta thấy là khó, chúng ta thấy là không dễ dàng để hiểu, mà hiểu rồi không dễ dàng để nhớ, tự nhiên chúng ta nản, chúng ta học cho khoa học thì như vậy nó phí cái thời gian vô ích. Cho nên cái buổi học hôm nay đó, ở trong cái giờ đầu, là sư muốn gợi ý để nhắc cho các Phật tử chúng ta một điều trong cái ý niệm tu, cũng như hâm nóng lại cái niềm tin của quý vị, để rồi chúng ta bước sang cái bài học mới, tức là cái bài số 10 nói về tấu hợp Phật cảnh tiền sinh đi duyên. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng, quý vị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bước vào bài học. Nếu chúng ta đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Gọi là Phật cảnh tiền sanh đi duy đó, chúng ta có 4 từ, 5 từ. Phật là gì? Cảnh là gì? Tiền sanh là gì? Y là gì?
một cái tên gọi cho duyên, đọc qua thì chúng ta phải biết rằng ý nghĩa nằm ở trong đó. Ở trong cái thân của chúng ta, thân này đó, nó có sáu cái cơ quan để mà nó làm việc, làm cái chỗ nương trú cho tâm, tâm thức sinh khởi. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Nhãn vật đây tức là lỗ mắt, nhĩ vật là lỗ tai, tỷ vật là mũi, thiệt vật là lưỡi, thân vật là toàn chỗ này, ý vật tức là cái sắc nghiệp đường ở trái tim chẳng hạn. Khi mà nhãn thức sanh khởi để biết cảnh sắc đó thì nó nương vào nhãn vật, nương vào con mắt. Nhĩ thức sanh khởi để biết cảnh thinh, tức là âm thanh, là nương vào lỗ tai, nương vào nhĩ vật. Tỷ thức sanh khởi để biết được hơi mùi cảnh khí thì nó đưa vào tỷ vật. Thiệt thức sanh khởi để biết được cảnh vị ngọt mặn thì nó đưa vào thiệt vật, tức là cái lưỡi. Thân thức sanh khởi để biết cảnh xúc là cứng mềm, nóng hay lạnh là nó đưa vào thân vật, tức là các cái tế bào thân. Rồi khi mà ý giới và ý thức giới sanh khởi những cái hành pháp thì nó đưa vào nơi ý vật. Thì cái sắc ý vật này, nhãn vật, chỉ vật, tỷ vật, thiện vật, thân vật, cái sáu vật đó luôn luôn nó phải sanh trước, trước khi tâm sanh khởi. Cũng giống như là cái nhà phải có trước, cái căn hộ phải có trước, phải xây dựng trước rồi mới có người đến ở. Cũng vậy, sáu sắc vật này có mặt trước, sanh trước, gọi là tiền sanh, mới làm chỗ nương cho tâm sanh sau, trú được trong đó. Thì làm chỗ nương cho tâm sanh gọi là y, gọi là nissaya. Cho nên Bồ Đề Trà Tát nissaya tiền sanh y, để chúng ta phải hiểu là sáu sắc vật nó sanh trước. Như vậy khi chúng ta giải quyết được cái chữ đó rồi đó, thì chúng ta mới nói đến cái chữ là vật cảnh, gọi là Vatthāramaṇa. Cái vật cảnh ở đây đó, nếu mà nói vật không đó thì có sáu vật: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Nhưng mà sáu vật đó thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân không bao giờ nó làm cảnh cho được. Còn sắc ý vật, nếu thời bình nhật thì không làm cảnh cho tâm, nhưng mà sắc ý vật cận tử, tức là lúc gần lâm chung trong lộ tâm cuối cùng cận tử, thì lộ tâm đó, một là nó nương sắc ý vật sẽ trước, hai là nó bắt lấy cái sắc y vật để làm cảnh. Mà tâm mà bắt lấy sắc y vật để làm cảnh trong giờ phút lâm chung thì tâm đó
nó có nhiều lắm thứ gì. Khi một người tu tập có cái niệm quen rồi thì trong giờ phút lâm chung, nếu lúc đó mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không đụng chạm, thì lúc bây giờ tâm bắt đầu suy nghĩ. Cái tâm đó thường thường chánh niệm lấy sắc y vật, tức là nhịp đập của trái tim, để làm cảnh, tức là chú ý xem cái sự sống này nó kéo dài đến bao lâu, 1 giây, 2 giây, 30 giây nữa thì chết, lấy để làm cảnh để chánh niệm. Thì như vậy gọi là sắc y vật, thân tử gọi là vật cảnh. Vật cảnh, một vị A-la-hán ngày viên tịnh đến bạn thì chánh niệm đối với sắc y vật thân tử, thì như vậy gọi là vật cảnh tiền sinh y. Vì A-la-hán thì cái điều đáng và phàm phu chúng ta thì cũng chắc chắn lắm, bởi vì phàm phu chúng ta chưa biết là giờ phút lâm chung ai có chánh niệm và ai không có chánh niệm, thật sự chúng ta khó nói. Chỉ cần ra có vị A-la-hán thì ngài mới được thường xuyên lấy sắc y vật làm cảnh. Nếu mà tâm của vị A-la-hán mà lấy sắc y vật làm cảnh đó, trong cái lộ ngôn tử đó, thì đó tâm động lực đó phải lấy được tố cái gì ra, tâm tố rồi tâm vị A-la-hán. Còn những vị hành giả mà tu tập mà có chánh niệm ghi nhận lấy sắc y vật đang sanh, thì lúc đó sắc y vật còn đang sanh, đang còn đang tồn tại ở cái mạng sống cuối cùng, cái sự sống cuối cùng, thì lúc đó là tâm đại thiện sanh khởi. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nhớ rằng là hễ có cái tâm thiện, cái tâm vô ký bắt hết đại niệm vật thì cũng có trạng thái tâm bất thiện. Một người mà họ quyến luyến với cái sự sống, cho nên lúc mà cận tử họ nằm đó, họ chú ý, họ tha thiết họ với cái sự sống còn lại, thì như vậy được gọi là tâm tham. Hoặc là họ nghĩ đến cái sự sống họ sắp kết thúc, họ giật mình, họ hốt hoảng sợ hãi. Nếu với cái sự sống mỏng manh đó, thì lúc đó là sắc, tâm sân có sắc y vật làm cảnh, tâm si cũng vậy. Cho nên ở đây vật cảnh tiền sinh đi duyên là chúng ta lấy sắc y vật cận tử làm cảnh, trợ cho 43 tâm lộ ý cận tử cùng với 44 xuân hợp. 44 xuân hợp này là chúng ta trừ tập lượng hối, 3 giới phần và 20 lượng phần. Vì sao vậy? Tại sao trừ nó ra? Tập tức là cái sự ganh tị, lận là cái sự bỏng sẻn, hối là cái sự hối tiếc. Thì trong lúc mà mình nhìn cái tâm mình bám víu vào cái sự sống qua sức y vật đó, thì lúc đó không phải là một trạng thái ganh tị, ganh tị dài, ganh tị với chúng sanh khác chứ không ganh tị chính mình. Còn bỏng sẻn thì lúc đó nếu mà ai mà chết mà bị dính mắc tài sản đó, thì lúc đó không có lấy sáng đường cảnh mà lấy cái tài sản để làm cảnh. Dương Bá Hộ ông trâu vàng ở dưới gần giường, thì giờ phút trong chung ông nhớ cái củ vàng ở dưới, cho nên là quyết liên tiếp đâm sanh là con chó ở trong nhà. Khi mà chó mẹ đẻ ra rồi thì chó con nó cứ quyến luyến nằm ở dưới sàn hoài,
nó dần càng ngày càng lớn lên, càng những của thì nhiều nữa. Một ngày kia Đức Phật đi khất thực, nó nói ra cái sủa, Đức Phật nói này cô xía, trước đây ngươi là gia chủ của ngôi nhà này, có tài sản gì, bây giờ ngươi sanh trở lại đây để mà giữ của ngươi, còn cảm thấy hổ thẹn sao còn đi sủa Như Lai nữa. Con chó nghe vậy tự khắc lên nên nhớ được tiền kiếp, kiếp đó đó, cho nên nó buồn bã, cái nó đi vào nhà nó nằm yên ở dưới sàn. Khi mà ông tiểu chủ là con trai của ông, con trai cũng có hồi buổi sáng, ông đi làm việc gì con chó thường ngày thì ra mừng, tức là cha ra mừng đứa con trai, nhưng mà hôm nay nó không có ra mừng, thì cái vị tiểu gia chủ, thiếu gia chủ mới hỏi người nhà nói rằng không được sát gì, sao Gotama đi ngang nói cái gì mà chó nó buồn từ sáng tới giờ. Thì anh ta tức quá, anh ta mới đi đến chùa hỏi Đức Phật. Đức Phật thông báo rằng ngươi gọi con chó đến đi, thì gọi đến ngày khai thị cho nó. Ngài nói rằng là ngươi hãy về chỉ cho con của ngươi cái chỗ mà chôn của để dành cho tài sản được liên tiếp nữa. Rồi khi mà con chó chạy về nhà, nó mới sủa và nó mươi ở dưới gầm sàn, thì người con mới đào lên thì lấy có tài. Từ đó nghe theo lời Đức Phật dạy thì thiếu gia chủ mới nuôi dưỡng con chó chu đáo, con phụng giống như nuôi cha mình vậy. Con chó thì nó hết tuổi thọ thì nó tái sinh ở cảnh giới khác tùy theo duyên nghiệp của nó. Thì trong trường hợp này con chó lúc đó nó lấy cảnh duyên trong thời cận tử là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, hay là tài sản, là cảnh sắc, tiền bạc, cái vàng bạc cũng chôn, lấy đó thì mới làm cái làm cảnh, chứ không có xuất phát sắc y vật được. Còn khi mà tâm mà bám víu cái sự sống đó, thì tâm đó mới lấy cảnh làm, lấy sắc y vật để làm cảnh được. Còn vị A-la-hán khi mà ngày lễ sắc y vật cận tử làm cảnh, không phải là ngày bám víu sự sống, nhưng mà lúc nào ngày cũng có chánh niệm, cái nào gần nhất thì ngồi có chánh niệm cái đó. Cho nên nhịp đập của trái tim còn thôi thớp ra vào, hay là đắc mạch mình còn động đậy, thì lúc đó cái sự sống còn thì ngài chánh niệm với mạch lạc nó đang nhảy trên gần xương luôn. Thì cái đó chúng ta không xem như là cái sự hối lạnh, cũng vậy, cái sự hối những chuyện đã qua thuộc cảnh quá khứ. Còn sắc y vật cận tử làm cảnh thì là cảnh hiện tại. Cho nên cái chức năng của hối của cô chá trong sở, nó không phải là không phải lấy sắc y vật làm cảnh loại trừ ra. Còn ba giới cũng vậy, lúc đó nếu mà có tác ý suy nghĩ đến giới hạnh của mình thì lúc đó mới có ba giới phần. Và lúc đó đang chú ý đến cái sự sống còn thì lúc bây giờ không có ba giới phần. Còn vô lượng phần thì lấy chúng sinh sang làm đối tượng, sắc y vật cận tử thì nó không có phải là chúng sinh ở bên ngoài. Cho nên ở đây chúng ta mới lấy 44 sự hợp với 43 tâm lộ ý cận tử, chúng ta trừ ra tật lần hối ba giới phận và hai mươi giới phận là như vậy.
Bây giờ cái vật cảnh tiền sanh y duyên theo tâm biệt hiện, nếu mà chi pháp rộng như vậy rồi thì chúng ta cứ lấy cái sắc y vật cận tử đó năng duyên, làm năng duyên thì sắc y vật cận tử này nó là pháp vô ký. Nhưng mà cho trợ cho 43 tâm vô ký, 43 tâm lộ ý cận tử, thì 43 tâm này có động lực thiện, có động lực bất thiện, có động lực tốt. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta có ba khối yếu tri. Một là vô khí trợ cho vô khí bằng vật cảnh tiền sanh y duyên, vô khí trợ thiện bằng vật cảnh tiền duyên, rồi vô khí trợ bất thiện bằng vật cảnh tiền sanh duyên. Chúng ta có ba câu thôi. Thì ở trong ba câu này đó, đều lấy cái chi pháp thí dụ như vật cảnh tiền sanh y duyên vô khí trợ vô khí, thì chúng ta trích ra, chúng ta nói sắc y vật hận tử làm cảnh trợ cho 11 tâm đa cảnh, 10 tâm tố dục giới, trừ khai ngôn mô, khai ngôn mô và cảnh sắc khinh khi bị xúc thôi. Rồi một thông tố, thông tố tức là tâm thượng thông của vị A La Hán, cùng 33 sự hợp là những tâm vô ký trong luật vận tử. Thì nếu mà lấy chi pháp sắc y vật vận tử mà trợ cho 11 na cảnh, 10 tâm tố, một thông tố, thì trong trường hợp này nó có 8 duyên tổ hợp. Có 8 duyên tổ hợp đó cũng là chi pháp như vậy. Bậc cảnh tiền sanh duyên, bậc cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, bậc cảnh tiền sanh bất lưu duyên, bậc cảnh tiền sanh bất cân duyên, rồi cảnh duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất lưu duyên. Cả 8 duyên này đều có chi pháp tối hợp với vật cảnh tiền sanh y duyên vũ khí trợ cho vũ khí, cũng là sắc y vật tự tử làm cảnh trợ cho tâm lộ vũ khí ở trong lưỡi tự tử như 11 năng cảnh, 10 tố dùng ý thức giới, một thông tố cùng 33 sản hợp. Cả 8 duyên đó đều có chi pháp tối hợp như vậy. Những cái chi pháp, những lý, những cái thông số như thế này thì quý vị nói ra đó, thì các bậc tỷ chúng ta ghi nhận như vậy thôi. Còn cái chuyện mà chúng ta hiểu không, cái chuyện để hạ hồ phân giải, chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ hiểu. Còn nếu mà chúng ta học để cho biết đó, thì chúng ta cái này cũng không cần thiết. Tại sao không cần thiết chút xíu? Hồi nãy đến giờ chúng tôi nói với quý vị rất nhiều ở trong cái lời nói đầu. Rồi cái khâu yếu tri thứ hai đó là vào cảnh tiền sanh nhân duyên vô khí trợ cho thiện. Ở đây chúng ta lấy cái chi pháp ở khía cạnh là sắc y vật tượng tử là cảnh trợ cho 8 tâm đại thiện, tâm thông thiện cùng 33 sanh hợp. Trường hợp này với chi pháp này cũng có 8 duyên tổ hợp, là vào cảnh tiền sinh duyên, vào cảnh tiền sinh hiệu hữu duyên, vào cảnh tiền sinh bất lợi duyên, vào cảnh tiền sinh bất tân duyên, cảnh duyên, cảnh tiền sinh duyên, cảnh tiền sinh hiệu hữu duyên và cảnh tiền sinh bất lợi duyên. 8 chi pháp này đều có chi pháp tổ hợp của vào cảnh tiền sinh duyên vô khí trợ thiện là sai vật tử làm cảnh trợ cho tâm động lực thiện nghiệp giới trong lộ tâm thượng tử, tức là lấy 8 tâm đại thiện và 33 sở hợp. Thế này cũng
Về cái con số thì khó nhớ, nhưng mà chúng ta cứ nhớ là hễ cái tâm động lực cận tử đó, lúc sắp chết, tâm động lực đó là tâm của vị A-la-hán. Thì trong trường hợp này gọi là pháp vô ký, trợ vô ký. Và nếu tâm động lực đó là tâm đại thiện, nghiệp giới, chánh niệm tỉnh giác đối với cái sự sống của sắc y vật, thì như vậy gọi là vô ký trợ thiện. Còn khi chúng ta nói đến câu thứ ba là vô ký và cảnh tiện sanh đi duy vô ký trợ bất thiện, thì chúng ta lấy chi pháp ở cái cảnh này là sắc y vật cận tử trợ 12 cái bất thiện cùng 24 trường hợp trừ tật lẫn hối. Thì trong trường hợp này vật cảnh tiện sanh đi duy vô ký trợ bất thiện, trường hợp này có 11 duyên tổ hợp, nhiều hơn chút. Thì riêng về cái chi pháp mà sắc y vật trợ động lực bất thiện trong luật ý cận tử, thì chúng ta có vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh hữu duyên, vật cảnh tiền sanh bất duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương duyên, cảnh duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly duyên. Nhưng mà trường hợp này 12 tâm bất thiện đó, thì trong đó nó có 8 tầm tham, nó bắt cái cảnh y vật, sắc y vật để mà nó có sự thỏa thích bám biếu. Thì trường hợp này mới thêm 3 duyên nữa, thành 1, tức là cảnh trưởng duyên, cảnh cự ly duyên, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Cho nên với 3 duyên chót, cảnh trưởng duyên, cảnh cự ly duyên và cảnh tiền sanh trưởng duyên, thì 3 duyên này có chi pháp tấu hợp với vật cảnh tiền sanh ly duyên vô ký trợ bất thiện là sắc y vật cận tử thành cảnh tốt trợ động lực tham trong lưỡi cận tử, tức là 8 tầng tham 22 xâm hợp. Chúng ta chỉ lấy gì thôi, lấy chỉ pháp gì. Ở đây khi nãy chúng tôi có nói với quý vị là nếu mà chúng ta có đủ cái điều kiện để chúng ta ghi nhớ những cái chữ số thì đó là quá tốt, bởi vì chúng ta có thể hướng dẫn dạy cho người khác, nhắc cho người khác nghe về pháp. Và nếu mà chúng ta muốn tôn tập cho chính mình thì chúng ta chỉ nhớ cái đại khái tâm này cơ sinh khởi, không phải đơn thuần là tự nó sanh được, mà nó phải nương nơi sắc và nơi sanh, như là đưa nơi sắc vật, nhãn vật, tí vật, thiệt vật, thân vật hoặc ý vật đó, nó làm chỗ nương cho nhãn thức, nhĩ thức, thiện thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, ý thức giới. Thì khi mà chúng ta nắm bắt cái tóm tắt này thì chúng ta bây giờ chúng ta có luyện tập thường thường như thế này hàng ngày, nếu mà chúng ta không phải có cái trách nhiệm đi dạy cái bài học 10 đó, mà chúng ta chỉ có cái có tính cách là làm sao để chúng ta nghe pháp mà chúng ta hiểu, thì trước tiên là quý vị xem ở trong cái pháp duyên đó, chữ cái thuộc gì thuộc về thiện thì chúng ta cố gắng duy trì, còn gì bất thiện chúng ta loại bỏ, còn cái gì các vũ khí thì cái đó chúng ta nên hiểu biết thôi, chúng ta không có cần loại bỏ, khỏi cần phải nhớ nhiều những con số, nhớ thì bị nên bị thu sổ nữa. Đến đây thì chúng ta hết bài học rồi. Tuần sau đó chúng ta sẽ học bài số 11
là tấu hợp thường cận y duyên. Cái thường cận y duyên này học dài ra, nhưng mà thường cận y duyên thì nó, chúng tôi có nhiều vấn đề để nói với quý vị lắm về thường cận y duyên. Các thiền ghi dùm. Dạ, cảm ơn có tiêu. Tuần sau một tấu hợp thường cận y duyên. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe thượng tọa Minh Hạnh phúc chúc phước báo cho rừng, rồi chúng ta hướng sau đó chúng ta nghỉ ngơi để chờ đi vào trong rừng lớp Phật pháp của Thích Thông Mát. Bây giờ xin cùng thỉnh thượng tọa Minh Hạnh quản lý đọc kinh phúc chúc phước báo cho rừng. Nam mô Bổn Thầy. Phawato sapa mangalang rakhan to sapa devata sapa buddha nu phawena sada sati phawantu te phawato sapa mangalang rakhan to sapa devata sapa dhamma nu phawena sada sati phawantu te phawato sapa mangalang rakhan to sapa devata sapa sangha nu phawena sada sati phawantu te. Tất anh phun hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần hai. Con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tuệ Siêu đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đây quá ta sản tí vi ha ra hoa sĩ ni thụ tê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vô chi ta so thiên ca con tệ tha vi ha ra mang đa đề thể ra cha mắt cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na bồ ta su ki ta pa quan tu tệ cha bu cha ye pi cha na sam pa wa sam se da cha ta a ra vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sap pe pi duk khat sa ka ron tu sang kha yang ha tu ki rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha put ga la sang ko ho tu sa ma ko wa a tha ya cha hi ta ya cha am he ra kham tu sắc tham mô sa pe pi tham ma cha ri no ut thim sam pa phu ni ya ma tham ma ri ma we ni te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mít.